căn hộ 3 phòng ngủ cực rộng cho thuê tại quận 7. Hôm nay em Thi giới thiệu cho cô chú và anh chị căn hộ 3 phòng ngủ đang chào cho thuê tại chung cư Sunrise City South quận 7. Địa chỉ là 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mã căn hộ là V102. Ưu điểm của căn hộ thuộc tòa V1 đó là một sàn chỉ có 4 căn hộ thôi. Về diện tích thì căn hộ có diện tích là 138m2 với thiết kế gồm phòng khách và bếp mở với không gian cực kỳ rộng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Căn hộ có loggia và phòng kho. Căn hộ cơ bản thì đã được chủ nhà trang bị đầy đủ nội thất, còn chủ nhà sẽ bổ sung thêm tivi và giường khi mà cô chú và anh chị vào thuê. Căn hộ này thuộc tầng trung và view cực kỳ thoáng, các phòng ngủ đều view qua ngoài lấy hướng, lấy ánh nắng và gió tự nhiên. Về giá thuê thì chủ nhà đang mong muốn cho thuê căn hộ này với giá là 28 triệu một tháng và mức giá này có thể thương lượng. Hiện tại căn hộ đang trống và sẵn sàng cho thuê. Nếu mà cô chú và anh chị muốn đi xem thực tế căn hộ này thì liên hệ với em Thi qua thông tin bên dưới nhé. Ngoài ra thì em chuyên cho thuê và bán căn hộ tại Sunrise City và Sunrise City View quận 7. Văn phòng công ty em ngay tại dự án nên em sẽ hỗ trợ cô chú và anh chị một cách nhanh chóng. Chúc cô chú và anh chị sớm tìm được căn hộ phù hợp.